À, cái này cũng giống như là tự nguyện thôi, vì cái cuộc sống mà cái thời điểm đó nó khó khăn lắm, nó nguy hiểm lắm, nhưng mà mình nghĩ mình là người người trai mà bây giờ mình giúp được cái gì cho đất nước một chút công nhỏ thì mình phải làm thôi, anh đâu có ngại đâu đó, vì cái lòng mình cũng muốn 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 ra để mà giúp, vì mình trong cái bản thân gia đình mình cũng đã bị rồi, rồi cha anh cũng chết trong mùa dịch, rồi mẹ anh cũng thế, mà anh cũng xém xém đi nữa thì cũng nguy hiểm quá rồi, không có thuốc. Ngày 25 tháng 2, tập đoàn Mai Linh tổ chức lễ tri ân vinh danh 141 lái xe Mai Linh trên tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Đây là những lái xe đã tình nguyện cùng đội ngũ y tế trực tiếp chở những người dân bị nhiễm COVID-19 trong giai đoạn giãn cách xã hội. Trong buổi lễ, nhiều câu chuyện xúc động đã được những chiến binh tài xế taxi chở bệnh nhân nhiễm COVID-19 đi cấp cứu và những người trong cuộc kể lại. Tháng 7 năm 2021, thời gian thành phố bước vào giai đoạn cam go nhất của đại dịch, anh Nguyễn Duy Điệp là một trong hàng trăm tài xế Mai Linh tình nguyện tham gia đội ngũ lái xe chở F0 đi cấp cứu. Trong thời gian đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch, tại thành phố Hồ Chí Minh có 101 xe taxi Mai Linh với 114 lái xe tham gia phối hợp với trung tâm cấp cứu 115, hơn 15.000 chuyến xe cấp cứu miễn phí cho người dân. Tại Hà Nội có 5 lái xe, Cần Thơ có 20 lái xe tham gia vận chuyển F0. Trong quá trình làm nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân COVID-19, đã có 20 lái xe Mai Linh bị nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và tiếp tục quay trở lại phục vụ. Nhiều lái xe gạt đi nỗi đau mất mát người thân, nén đau thương để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cứu người.